Ok, xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì chúng ta chơi Joker. Một vị tướng chuẩn bị sắp mắt tại máy chủ Việt Nam. Chuyên gia siêu cấu rỉa. Sánh vai cùng vai ô là chuyện quá bình thường đúng không ạ? Chúng ta chờ xem hắn ta mang lại cái điều gì thú vị không? À, mình tưởng là thanh niên ID mang cả trừng phạt theo để mà làm cái bộ. Chưa gì gặp ngay thanh niên thỏ này, ok không sao. Lên cấp độ 2 để mà... Ôi giời, me lại gặp Timmy à. Thực sự là không vui cho lắm khi mà gặp thanh niên Timmy này. Ok. Wow. Làm ăn gì mà để nó... Này, không cướp được. Đắng thật. Rất buồn. Anh em có thể thấy là tôi đang cấu rỉa rất là máu chiến đúng không ạ? Cấu rỉa cực kỳ đặc sắc luôn. Ok, có nội tại đây. Từ từ nhá, đừng có manh động. Đấy anh em chưa? Ngắm cho nó cẩn thận chút là được. Vào đi. Ok, cảm ơn Omen rất nhiều. Không nào đi rừng ta. À, Omen à. Cái chiêu cuối của Omen rất là tác dụng đúng không ạ? Anh em thể thấy đấy. Ok, lui ra đi. À đi. Không tí thằng nào nó lại vào ngư ông đắc lợi thì chết dở. Kiểu như là sợ mấy thanh niên ngư ông đắc lợi ấy. Tranh thủ thời gian đang đánh nhau hắn ta lại nhảy vào thì hơi căng. Ok, không có gì, về thôi. Băng 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 băng. Ok. Đợi một chút nào. Ở về có điện thoại các bác ạ. Càng đấy cẩn thận chút mới được. Rất xa đúng không ạ? Ôi. Rất là sợ cái cú rắm thối kia. Hay lắm. Đậu me. Cái này Timmy. Chạy. Ok. Anh yên Omen về thì chạy đằng rời hay hay con đợi nhỉ. Chạy hộ cái. Ok hay lắm các bác. Ok em về cái. Đang sửa công chuyện chip. Ok. Xong. Ok, let's go. Vậy là mình vừa hoàn thành xong một cái món đồ đầu tiên. Đó chính là thương xuyên phá. Mắc mạnh luôn anh em ạ. Ok, let's go. Chạy hộ. Ẩu đậu. Còn một mạng kìa. Các bác lại. Này thì chạy. Ôi dồi ôi. Ôi anh ơi.
À, xem cái. Các bác cứ bựa với em làm gì không biết. Em thì choi một chút thôi mà. Đấy anh em chưa, cái hồi chiêu chiêu 2 của Joker rất nhanh đúng không ạ? Rất là buồn cười, rất là nhiều pha xử lý rất là buồn cười và hên xui đúng không ạ? Tại sao tôi lại tự tin như vậy? Tại vì lúc đấy là tôi đang có cái thương xuyên phá mà anh em. Có thương xuyên phá thì cho dù thỏ có chiêu cuối mình chả sợ. Thỏ thì chưa lên được đồ gì luôn. Viết rất nhiều mạng. Trong khi đấy thì mình khá xanh. Ok, mình rất là ghét thanh niên Timmy này. Cái chiêu cuối hồi sinh của hắn ta có thể lật kèo rất là đơn giản luôn. Ôi dồi. Đấy anh em chưa, một pha cấu gì của tôi thôi mà nó thấm thế này rồi thì anh em tưởng tượng nếu mà dồn được cả combo nó ra sao đúng không ạ? Ôi dồi ôi, mẹ. Bắn thanh niên kia thế là mình lại là bị thằng bị hưởng. Cần phải hết sức cẩn thận nhá. Mình làm con mồi rất ngon của cái bọn này. Vâng, cấu rỉa rất khó chịu từ thanh niên ra. Ôi dồi à, gì mà căng. Hòa bình coi. Chúng ta đều là những người yêu hòa bình cơ mà. Chết rồi cưng ạ. Đấy, em một khi nhắm thì bác chạy đằng rời. Một khi là tính đủ sát thương thì chạy ăn mắt anh em ạ. Chạy ăn mắt luôn đi. Rất là trâu bò, thanh niên là Ngộ Không. Chắc là vừa dùng cân đổ vân xong được tăng khá nhiều giáp. Thành ra muốn chơi luôn 500 hiệp với mình. Xin nhá. Cảm ơn hai chú trồn hôi với lại chú thỏ tạo điều kiện cho anh được biểu diễn vào ngày hôm nay. Hay lắm. Hi hi. Ôi giời, nguy hiểm thế. Ôi giời, không còn mana rồi anh em. Thôi tôi về nhá. Chào các bác. Thân ái. Ok ok, tôi đã trở về nhà và bây giờ mang cho mình một lượng tiền rất là lớn và chuẩn bị hoàn thành xong hai cái món đồ trấn phái cực kỳ quan trọng của tôi, đó chính là thương long và thương xuyên phá. Ok, chúng ta cùng xem chúng ta có thể làm được gì với. Ôi rồi, gì đây? Ok, tranh thủ vào ngư ông đắc lợi một chút nữa nào. Mẹ, có thanh niên Timmy cay thật. Càng đấy. Xém là hẹo. Cần phải hết sức cẩn thận mới được. Ok, chúng ta đang rình mò thanh niên Ngộ Không này. Đầu tiên là tôi yêu cầu thanh niên mắc chiến sĩ cảm tử quân vào trước nhá. Chúng tôi nói trước là chúng tôi không vào trước đấy. Ôi rồi, chạy nhanh đấy cưng ạ. Ui rồi, bắn đau thế hả thỏ. Được, chứng nhận thỏ bắn đau. Mình về thôi. Ok, ping cho anh em một chút. Wow, gì đây, chạy được không các bác? Timmy tham chiến rồi. Cùng xem Timmy làm gì không. Timmy chả làm được gì, bật chiêu cuối và chuẩn bị hồi sinh lại. Và có làm tiếp không? Làm chắc rồi. Có làm gì được không đây? Ngộ Không đang lướn. Ngộ Không đang đớn rất là nhiều nhưng mà không biết có chạy được không đây. Cơ hội của anh ấy chạy rất là khó. Nhưng mà chạy nhanh thật. Thôi bỏ qua đi. Coi như là hắn ta kiếp đỏ đen đi. Mình không ăn được thì thôi, bỏ qua. Xem ra là cái chiêu cuối mình nó không tác dụng lên được con dòng hắc ám này quá nhiều thứ đâu. Rất là bình thường luôn. Ok, mình lên là liềm đoạt mệnh cho chắc chút. À không, lên hẳn cái đồ xuyên giáp bắn cho nó phê đúng không ạ? Lên mấy cái món đồ thủ làm gì nhiều, nhức đầu lắm. Ok ok,
Tôi hiểu. Tiếc thật. Tiếc lắm các bác ạ. Ôi giời, chạy. Chạy đi. He. Đây là cái điệu cười lúc giành chiến thắng của tôi. Bạn cảm thấy nó hoành tráng không? Không hề gì luôn, Timmy cũng lắm chỉ hồi sinh được một thanh niên thôi mà. Ôi rồi, ôi mẹ, thằng kia đứng lại. Em lại sợ anh quá. Ok. Tại sao tôi lại tự tin như vậy? Tại phần lúc đấy tôi có chiêu cuối anh em ạ. Chiêu cuối của tôi mà giết được ai ấy thì nó được hồi chiêu siêu nhanh, siêu kinh dị luôn. Đấy, có thêm bùa đỏ bắn trụ thì không có gì sướng bằng. Ok, té rồi. Bùm chiêu. Đánh Joker thực ra nó rất là nhiều cái hay anh em ạ. Nó cái vị tướng này nó lật kèo ghê lắm luôn. Đôi khi là chỉ còn một máu nhưng mà lật kèo cực kỳ mạnh. Phải nói là trong tất cả các vị tướng thì tôi ấn tượng nhất là với Joker về khả năng lật kèo của nó. Cái bảng ngọc của tôi thì nó chưa có hút máu với lại chí mạng nhiều. Ôi giời, thanh niên này có người ta vào trước đi cưng. Ok, cảm ơn các bác nhá. Pha vừa rồi là tôi xử lý sai đấy. Tôi ấn nhầm bắn nội tại vào con lính, phí thật đấy. Nhưng không, nó hoàn hảo hơn rồi. Ôi rồi ôi. Một mạng nào. Chạy sao được. Bác ơi. Thanh niên thỏ đứng lại nào. Ôi rồi ôi. Mẹ, bất ngờ quá các bác ạ, mất string rồi. Căng. Không kịp chiêu cuối luôn, pha đấy hơi bất ngờ với tôi. Thành ra tôi, anh em biết là tôi chơi game này trên máy tính mà. Thành ra là không thể mà xử lý kịp được. Chứ nếu mà pha đấy mà chơi trên điện thoại thì chỉ cần một pha ấn chuột thôi là có thể giải quyết rất là nhanh gọn. Nhưng mà hơi căng. Ok, không hề gì luôn. Tại pha vừa rồi là mình chưa có liềm đoạt mệnh, nếu có liềm đoạt mệnh thì mình có thể bật lại. Quá đơn giản luôn các bạn ạ. Không, 2 giây là quá đủ với mình rồi. 2 giây của liềm đoạt mệnh là thoải mái để mà mình tung tăng. Cái gì này? 1 giây cho tướng đánh gần và 0,5 giây cho tướng đánh xa. Mẹ, cái mùa 5 này nó lại giảm xuống rồi anh em ạ. Cái mùa của mình là mùa 4 ấy, đang dùng ấy, nó 1 giây cơ mà. 1 giây cho tướng đánh xa cơ mà. Mẹ, giờ đây lại chuyển ra. Ôi dồi ôi, cái mạng. Trời ơi, anh ơi, mạng ơi. Cái đậu mẹ. Cay. Đúng là thắng bại tại wifi mà. Cái quần què rồi. Lạc cái đúng lúc thế. Mẹ, đang chuẩn bị giao chiến thì lại bị lạc đâm đầu vào tim địch như đúng rồi luôn. Không có bất kỳ cái sự phản kháng nào. Chết một cách tức tưởi. May mà tôi đang đánh trên máy tính đấy. Không thì chắc cái điện thoại bây giờ nó đang in dấu ở trên bức tường rồi. Bực mình ghê. Em là gay. Ôi dồi ôi, bị ông gay này nó thông cho chết chứ. Căng. Bị cái ông em là gay nó thông cho. Số nhọ. Chắc là vừa rồi là do mình thông hắn ta nhiều quá, bây giờ bị hắn ta thông lại. Chạy thẳng cánh cò bay luôn các bác ạ. Đấy, bây giờ mới bắn trở lại để mà cái đậu. Đang vui, mẹ. Đang vui bị ngộ không nó. Nó dập cho thế có đáng không chứ. Ôi đằng sau bạn ơi, thôi xong rồi, bye bye.
Ok, phải cẩn thận chút lại mới được. Ôi rồi, đừng hủy bỏ đi, hủy bỏ đi. Ok ok, thanh niên hủy bỏ kịp thời rồi. Ok, rút lui rút lui. Bây giờ là phải cẩn trọng hơn với thanh niên Ngộ Không này. Bây giờ Ngộ Không mà chưa ra mình không dám ra luôn. Mà kỳ lạ thế nhỉ, chắc là pha vừa rồi là cái liềm đoạn mệnh, à liềm đoạn mệnh của mình còn chưa lên được. Mẹ, thiếu vàng anh em ạ. Ôi rồi ôi, bị phản công kia. Nhanh lên, về đi mẹ. Team bạn toàn thanh niên late game thôi anh em ạ. Late game thì khỏe khỏi nói rồi, không thể chê ở đâu được. Ngộ Không này, Slim này, ghê lắm. Ok, lên nào. Lại còn gọi thanh niên Timmy bảo kê cho đi. Kèo này, căng rồi. Ok, cẩn thận lại nào, farm lại nào. Tôi quyết định đi farm trở lại đây. Nghề farm của tôi lại bắt đầu trở lại rồi. Bây giờ là không thể là cái kiểu hài hước chân thực nữa. Bây giờ đi farm tận tình nữa. Ok, còn thiếu một chút vàng thôi. Không nào thủ tụ trụ bên này à. Ok, có init ra thủ trụ rồi. Mình bớt lo hơn. Đấy, thanh niên dốc, thanh niên Lara bị mình cấu rỉa. Mắc thấm luôn. Biết sợ là gì chưa? Ôi dồi ôi, sơ suất chút là nằm đấy các bác ạ. Ôi thôi xong rồi, pha này tàn rồi anh em ạ. Đậu mé gờ gờ cái con que gì đấy. Tôi còn đang sờ sờ ở đây. Ôi dồi ôi, không thể làm gì được luôn. Một trận đấu rất là hài hước. Ok, tôi sẽ up lên cho anh em. Thua với thắng với tôi đã chẳng quan trọng gì luôn. Quan trọng là vui là chính anh em ạ. Ok. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí. Và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để sau khi ad gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó, đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.